Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Huy đến từ khoa phục hình và phẫu thuật răng miệng trực thuộc nha khoa Thùy Anh, Hà Nội. Nhổ răng, đặc biệt nhổ răng khôn là một trong những điều trị mà ít ai mong muốn, tuy nhiên lại thường gặp đối với mỗi người. Vậy làm thế nào để quãng thời gian sau nhổ trở nên nhẹ nhàng hơn? Trong thời lượng của chương trình Hỏi Nhanh Đáp Gọn ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cái việc cần tránh để quá trình lành thương sau nhổ được nhanh chóng và vết thương không bị nhiễm trùng. Các bạn cũng có thể truy cập vào website nha khoa Thùy Anh.com để tìm hiểu thêm nhiều cái thông tin hữu ích do đội ngũ chuyên môn của chúng tôi biên soạn và thẩm duyệt. Thứ nhất, vết thương nhổ răng về cơ bản cũng giống như các vết thương ngoại khoa khác sẽ hồi phục tốt hơn ở trạng thái tĩnh thay vì trạng thái động. Điều đó có nghĩa là bạn càng hạn chế động chạm vào vùng nhổ thì vết thương càng nhanh lành. Chính vì vậy mà bạn không được cho tay hay bất cứ cái vật gì khác vào vị trí nhổ răng trong 1 đến 2 ngày đầu sau nhổ, thì không chạy răng trực tiếp vào vùng vết thương để tránh nguy cơ bật chì hay là rách vết khâu. Bạn có thể vệ sinh nhẹ nhàng bằng nước súc miệng trước, trong và sau khi nhổ. Không ăn đồ quá cứng hoặc quá dai vào vùng nhổ để tránh lực tác động đến vùng phẫu thuật. Nếu bạn làm những công việc cần phải nói nhiều như là giáo viên hay là nhân viên chăm sóc khách hàng thì nên sắp xếp nghỉ từ 1 đến 2 ngày sau nhổ để giúp vết thương ổn định hơn. Thứ hai cần nhớ, trong vòng 24 giờ đầu sau nhổ, bạn vẫn có thể bị chảy máu. Tuy nhiên, không súc miệng liên tục khi mà thấy máu chảy trong miệng. Càng súc miệng thì máu sẽ chảy ra càng nhiều vì máu cần thời gian để đông lại. Không mút, chép miệng vì có thể làm bong cục máu đông khiến cho tình trạng chảy máu trở nên dai dẳng. Nhổ răng khôn thì thường bị chảy máu nhiều hơn nhổ răng thông thường. Do vậy mà sau khi nhổ răng, bạn cần cắn gạt hỗ trợ tạo lực ép cầm máu trong khoảng từ 1 tới 1,5 giờ. Nếu mà sau đó vẫn còn bị chảy máu đỏ tươi thì bạn có thể thay một miếng gạt sạch khác. Nhiều bạn có sở thích thay gạt liên tục. Các bạn cứ cắn cục gạt vài phút, thấy nó ướt ướt hoặc là nhiều nước bọt thì các bạn lại nhổ ra thay cục gạt khác. Như vậy thì máu sẽ rất là khó đông. Hãy nhớ nguyên tắc đầu tiên, đó là để vết thương nghỉ ngơi càng tĩnh lặng càng tốt. Thông thường thì máu sẽ chảy với một lượng ít dần sau khoảng 4 giờ đầu tiên. Điều các bạn cần hạn chế tiếp theo là tránh uống nước quá nóng hoặc là quá lạnh, hay ăn các thực phẩm cay, do những thực phẩm này dễ kích thích vào vị trí nhổ gây đau nhức vết thương. Không nên hút thuốc lá, uống rượu bia hoặc các loại đồ uống có cồn trong những ngày đầu sau nhổ, vì các chất trong khói thuốc và các loại đồ uống có cồn đều làm cho vết thương lâu lành. Tốt nhất là trong 24 giờ đầu sau nhổ răng thì bạn nên nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức, giúp cơ thể có trạng thái tốt để hồi phục. Nếu có bất cứ biến chứng xấu nào xảy ra như là chảy máu nhiều, sưng to, sốt cao thì bạn hãy gọi điện hoặc là đến phòng khám để được bác sĩ thăm khám và kiểm tra lại. Cuối cùng, bạn cần biết rằng bất kỳ việc điều trị ngoại khoa nào, đặc biệt là nhổ răng, cũng sẽ có một số triệu chứng xảy ra như là sưng, đau, chảy máu. Đây là những cái biểu hiện rất bình thường. Tuy nhiên, khi ở cấp độ nhiều, bạn có thể hạn chế các cái triệu chứng tiêu cực bằng cách làm theo những cái lời khuyên của tôi ở trên và uống đầy đủ các loại thuốc được kê như là thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và thuốc chống sưng. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay đã giúp trải nghiệm sau nhổ răng của bạn nhẹ nhàng hơn. Tôi là bác sĩ Huy đến từ nha khoa Thùy Anh, Hà Nội. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Hỏi Nhanh Đáp Gọn lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.